Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, ví tiền là món phụ kiện đồng hành cùng mỗi chúng ta dù ở bất cứ đâu. Nó là nơi chứa tiền bạc, giấy tờ cần thiết của cá nhân. Vì là nơi cất giữ tiền, nên ví cũng chính là nguồn năng lượng giúp mang lại tài lộc và vận may cho chính người sở hữu nó. Vậy nên bỏ gì trong ví để may mắn và rước tài lộc về cho bản thân vào năm 2022 này? Tùy vào từng mệnh, từng tuổi mà các vật may mắn sẽ khác nhau. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề này, hãy cùng tham khảo qua video tổng hợp dưới đây. Vật may mắn đặt trong ví liên quan đến ngũ hành. Quan niệm của người phương Đông cho rằng, vạn vật sinh ra trên đời đều tuân theo thuyết ngũ hành, và con người cũng không ngoại lệ. Chính vì cho rằng, ai cũng chịu sự chi phối của ngũ hành, kể cả những đồ vật mang lại may mắn cho mỗi người theo thuyết này. Ngũ hành là gì? Đó là một khái niệm được người Trung Quốc cổ đại sử dụng để giải thích rất nhiều hiện tượng trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Nếu nói theo vòng tương trợ lẫn nhau, ngũ hành có thứ tự là mộc, hỏa, thổ, kim và thủy. Còn nói theo vòng khắc chế lẫn nhau, ngũ hành có thứ tự là mộc, thổ, thủy, hỏa, kim. Đến thời hiện tại, thuyết tương quan ngũ hành vẫn còn được ứng dụng rất rộng rãi trên toàn thế giới. Trong các lĩnh vực bao gồm phong thủy, chiêm tinh học, y học cổ truyền, âm nhạc, chiến lược quân sự và võ thuật, đây không phải là mê tín dị đoan mà là một môn khoa học có sự nghiên cứu của khoa học. Như vậy, mỗi con người được sinh ra trên đời đều sẽ có mệnh ngũ hành tương ứng với năm sinh. Dựa vào tính tương hợp và tương khắc mà con người ta biết sử dụng những yếu tố đó để bổ trợ cho cuộc sống của mình, nhằm tạo thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong số đó, dựa vào mệnh của mình mà theo đó bỏ vật tương sinh vào ví được tin là sẽ mang lại may mắn về tài lộc. Mệnh kim nên bỏ gì vào trong ví để được may mắn và gia tăng tài lộc? Kim có nghĩa là kim loại, nó biểu tượng cho sự cao quý và công năng. Trong thuyết ngũ hành thì kim loại được sinh ra từ lòng đất, thổ. Vì vậy, người mệnh kim nên bỏ đất vào trong ví tiền để nhận được nhiều may mắn và gia tăng tài lộc đều đều cho chủ nhân, đặc biệt là với những ví bóp mới hoặc mua dịp đầu năm mới. Để đảm bảo độ bền cho ví tiền, bạn nên cho một ít đất sạch vào túi zip nhỏ và khóa chặt miệng túi lại. Sau đó, bỏ vào ngăn kéo trong cùng của ví tiền và luôn mang theo bên mình nhé. Những người thuộc mệnh kim gồm các tuổi tính từ 1945 đến 2015, Giáp Ngọ 1954, Ất Mùi 1955, Nhâm Dần 1962, Quý Mão 1963, Canh Tuất 1970, Tân Hợi 1991, Giáp Tý 1984, Ất Sửu 1985, Nhâm Thân 1992, Quý Sậu 1993, Canh Thìn 2000, Tân Tỵ 2001, Giáp Ngọ 2014, Ất Mùi 2015. Mệnh thủy nên bỏ gì vào trong ví để được may mắn và thu hút tài lộc? Theo thuyết ngũ hành tương sinh thì kim sinh thủy. Vì vậy, với những người mệnh thủy, ngoài việc thường xuyên đeo những phụ kiện thời trang bằng bạc, kim loại trên người, thì mọi người cũng có thể bỏ vào trong ví tiền của mình để gặp may mắn và hút được nhiều tài lộc hơn nữa nhé. Người mệnh thủy có thể bỏ vào trong ví tiền các phụ kiện có ánh kim như dây bạc, miếng bạc nhỏ, đồng xu. Lưu ý là không nên bỏ vàng vào ví tiền nhé, vì vàng có giá trị vật chất tương đối lớn nên là dễ bị mất, cướp giật, móc túi. Những người thuộc mệnh thủy gồm các tuổi tính từ 1945 đến 2015, Ất Sậu 1945, Nhâm Thìn 1952, Quý Tỵ 1953, Bính Ngọ 1966, Đinh Mùi 1967, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Nhâm Tuất 1982, Quý Hợi 1983, Bính Tý 1996, Đinh Sửu 1997, Giáp Thân 2004, Ất Dậu 2005, Nhâm Thìn 2012, Quý Tỵ 2013. Mệnh mộc nên bỏ gì vào trong ví để được may mắn và gia tăng tài lộc? Mệnh mộc tượng trưng cho cây gỗ,
Vì vậy, nên bỏ một ít nước hoặc muối trắng vào trong ví tiền, vì nó sẽ tuân theo quy luật của tự nhiên, giúp cho người sở hữu ví tiền gặp nhiều may mắn và gia tăng tài lộc, thu hút tiền bạc. Tuy nhiên, việc bỏ nước vào ví tiền là điều không thể, nên giải pháp tốt nhất là sẽ bỏ muối trắng vào ví tiền nhé. Đây cũng là câu trả lời cho thắc mắc của nhiều người, bỏ muối trắng vào ví tiền để làm gì? Cách làm rất đơn giản, mọi người chỉ cần cho một ít muối trắng vào tờ giấy bạc hoặc tờ giấy bất kỳ, sau đó bỏ vào trong ví tiền là được. Lưu ý với những người mệnh mộc, không nên để kim loại hoặc trang sức kim loại vào ví tiền nhé. Những người thuộc mệnh mộc gồm các tuổi, tính từ 1945 đến 2015, Canh Dần 1950, Tân Mão 1951, Mậu Tuất 1958, Kỷ Hợi 1959, Nhâm Tý 1972, Quý Sửu 1973, Canh Thân 1980, Tân Dậu 1981, Mậu Thìn 1988, Kỷ Tỵ 1989, Nhâm Ngọ 2002, Quý Mùi 2003, Canh Dần 2010, Tân Mão 2011. Mệnh hòa nên bỏ gì vào trong ví để được may mắn và gia tăng tài lộc? Mệnh hòa có nghĩa là lửa. Theo quy luật tương sinh thì mộc sinh hòa, nghĩa là đốt gỗ sẽ tạo ra lửa. Vì vậy, để thu hút may mắn và gia tăng tài lộc thì người mệnh hòa nên bỏ miếng gỗ vào ví tiền của mình nhé. Lưu ý, để tránh làm hư hỏng ví tiền, mọi người chỉ cần bỏ vào một miếng gỗ nhỏ thôi, hoặc có thể thay thế các biến thể khác của gỗ như mùn cưa, lá cây khô đều được nhé. Ngoài ra, nếu có điều kiện hơn thì mọi người cũng có thể dùng các loại gỗ quý hiếm và thơm hơn. Điều này càng thêm sự may mắn và tài lộc hơn cho người sở hữu ví tiền. Những người thuộc mệnh hòa gồm các tuổi, tính từ 1945 đến 2015, Mậu Tý 1948, Kỷ Sửu 1949, Bính Thân 1956, Đinh Dậu 1957, Giáp Thìn 1964, Ất Tỵ 1965, Mậu Ngọ 1978, Kỷ Mùi 1979, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Giáp Tuất 1994, Ất Hợi 1995, Mậu Tý 2008, Kỷ Sửu 2009. Mệnh thổ nên bỏ gì vào trong ví để được may mắn và gia tăng tài lộc? Theo thuyết tương sinh thì hỏa sinh thổ. Năm xưa, ông cha ta cũng đã dùng lửa, hỏa để đốt bụi rậm, cỏ dại để mở rộng bờ cõi, an cư lạc nghiệp. Vì vậy, với những người mệnh thổ, luôn mang bật lửa hay hộp diêm bên mình sẽ nhận được nhiều may mắn và thu hút tài lộc hơn. Tuy nhiên, với những chiếc ví da nam thông thường sẽ rất nhỏ so với chiếc bật lửa hoặc hộp diêm. Vì vậy, mọi người nên dùng một tờ giấy rồi gói một que diêm nhỏ và để vào trong ví tiền. Như vậy là đủ mang lại sự may mắn và tài lộc cho mọi người rồi. Những người mệnh thổ gồm các tuổi, tính từ năm 1945 đến 2015, Bính Tuất 1946, Đinh Hợi 1947, Canh Tý 1960, Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Bính Thìn 1976, Đinh Tỵ 1977, Canh Ngọ 1990, Tân Mùi 1991, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão 1999, Bính Tuất 2006, Đinh Hợi 2007. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về những vật dụng tuyệt đối không nên bỏ vào ví để tránh hao tài. Bởi nếu vô tình bỏ vật đại kỵ này sẽ khiến bạn thu hút những việc khiến phải chi tiền liền tay, không còn của để dành. Những vật dụng tuyệt đối không nên bỏ vào ví tránh hao tài. 1. Hãy để tiền vào các ngăn. Việc chỉ đặt tiền vào một ngăn nhất định và để các ngăn khác trống trơn là việc làm sai lầm. Hãy luôn để một số tiền nhỏ trong túi, ngay cả khi bạn không bao giờ tiêu số tiền đó. Bạn có thể nhét tiền vào tất cả các ngăn của ví, không quan trọng mệnh giá của các tờ tiền. Xét về mặt phong thủy, nó còn là yếu tố thu hút thêm tài lộc cho chủ nhân. Nhờ vậy mà kho tài lộc của bạn sẽ chẳng bao giờ thiếu tiền. Còn về mặt tâm lý, nó sẽ giúp bạn có cảm giác yên tâm và tự tin trong các tình huống. 2. Không để hóa đơn, in biên lai thanh toán tiền. Một số người có thói quen khi thanh toán hàng thường bỏ cả hóa đơn lẫn tiền thừa vào ví. Tuy nhiên, đây lại là điều đại kỵ
và hóa đơn là vật bạn tuyệt đối không được cho vào ví tiền. Người xưa quan niệm rằng việc đặt một vật tượng trưng cho số tiền đã mất đi trong ví sẽ khiến bạn bị hao tài. Chúng là nhân tố kích thích nợ nần sẽ tăng lên, vì thế mà triệt đi đường tài lộc của bạn. Tốt nhất, nếu muốn giữ lại hóa đơn, bạn nên để chúng riêng ra ở túi quần hay cho thẳng vào túi đồ bạn vừa mua. 3. Không tặng cho ví cũ, không để tiền lộn xộn, nhào nát trong ví. Không nên để ví lung tung, mà bạn nên để ở một chỗ ngăn nắp sạch sẽ. Điều này cũng rèn luyện sự cẩn thận cho bạn. Nếu trong trường hợp ví bẩn hoặc hư hỏng mà cũng cần phải thay, thì cũng không được đem cho chiếc ví này. Nếu bạn cho đi, tiền tài của bạn cũng theo đó mà giảm sút. Bạn nên chọn ví mà khi mở, đóng phải tiện lợi, và quan trọng là tiền bạc, giấy tờ không bị nhàu hay nhào nát. Tiền nên được sắp xếp theo thứ tự cẩn thận, và bạn phải trân trọng chiếc ví của mình, như vậy tiền mới chui vào ví bạn được. 4. Lựa chọn màu sắc phù hợp với mệnh. Mệnh kim, hãy chọn cho mình những chiếc ví có màu vàng hoặc màu trắng và né tránh những chiếc ví có màu hồng, đỏ. Mệnh mộc, một chiếc ví có tông màu xanh, xanh đen hay màu đen cũng giúp người mệnh mộc thu hút tài lộc hơn. Những người mang mệnh này nên kiêng màu trắng, bởi màu trắng là màu tương khắc sẽ làm hao hụt tài lộc đó. Mệnh thủy, màu đen là màu tượng trưng cho mệnh thủy và may mắn sẽ đến với bạn khi sở hữu cho mình một chiếc ví màu đen đúng cách. Tương khắc với mệnh thủy là màu vàng, vàng đất nên hãy tránh xa những màu này ngay. Mệnh hỏa, tiền vào như nước với những ai mệnh hỏa, lựa chọn ví có màu xanh, hồng, đỏ. Và nếu không muốn đen cả năm thì không nên dùng ví màu đen nhé. Mệnh thổ, đỏ, hồng, vàng, vàng đất chính là màu bản mệnh của những người mệnh thổ. Vậy những chiếc ví màu xanh có đẹp đến mấy cũng không được lựa chọn nhé. Bạn thân mến, trong phong thủy chỉ một yếu tố nhỏ thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến vận khí tiền tài, gia đạo của bạn. Nhiều trường hợp người ta bị hao tài liên miên mà không biết lý do, chỉ nghĩ rằng mình xui xẻo. Cho nên nắm được bí quyết này và thực hiện theo bạn sẽ giảm đi tình trạng bị mất tiền liên tục một cách vô duyên vô cớ. Bạn nghĩ thế nào về video này? Có đúng với những gì bạn trải nghiệm không? Hãy comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Giờ đây thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng lại đây. Hy vọng video này sẽ giúp bạn biết cách để giữ gìn tài khí của mình. Nếu thấy ý nghĩa, hãy chia sẻ tới mọi người thân yêu của bạn và đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số nào của chương trình nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!